Lá cờ Tổ quốc là biểu tượng của dân tộc, đồng thời cũng là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Cờ là hồn nước, là niềm tự hào, một biểu tượng thiêng liêng bất khả xâm phạm. Lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam gắn liền với những năm tháng đấu tranh kiên cường của thế hệ đi trước. Những người đã đứng lên chiến đấu, giành chính quyền về tay nhân dân, đem lại độc lập, tự do cho đất nước. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay ở khắp nơi trên dải đất hình chữ S. Và tự hào hơn, lá cờ đỏ sao vàng trang trọng tung bay trên toàn thế giới. Cờ Tổ quốc Việt Nam có nền đỏ và ngôi sao vàng năm cánh. Nền đỏ là tượng trưng cho máu của cha ông ta đã đổ xuống, tượng trưng cho nhiệt huyết cách mạng, sự chiến đấu và chiến thắng. Màu vàng của ngôi sao tượng trưng cho linh hồn của dân tộc Việt Nam. Năm cánh sao vàng đại diện cho các tầng lớp nhân dân cùng nhau đoàn kết, chiến đấu, xây dựng đất nước. Với mỗi người dân Việt Nam, màu cờ, màu của Tổ quốc luôn in đậm trong trái tim các thế hệ. Treo cờ Tổ quốc là thể hiện lòng yêu nước, là ý thức trách nhiệm của mỗi người. Và treo cờ vào dịp lễ Tết đã trở thành nét đẹp truyền thống, khẳng định tình yêu thiêng liêng dành cho Tổ quốc của mỗi người dân đất Việt. Đó còn là sự thể hiện lòng tri ân của chúng ta đối với sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên con đường Nguyễn Trường Tộ ở khu phố 1, phường 3, thành phố Vũng Tàu, có một điều rất đặc biệt là không chỉ vào dịp lễ Tết mà cả con phố luôn rợp bóng cờ hoa. Lá cờ Tổ quốc được treo ngay ngắn, đều tăm tắp, tung bay trước cổng mỗi nhà dân. Một hình ảnh rất đỗi tự hào của người dân trong khu phố. Và với họ, việc chăm chút cho lá cờ đẹp, phẳng phiu, luôn tươi mới, cùng với đó là giữ cho khu phố khang trang sạch đẹp. Từng gia đình sống văn minh, đoàn kết, để xứng đáng với hình ảnh lá cờ Tổ quốc treo trang trọng trước nhà. Khi mà đến những cái dịp ngày lễ ngày Tết thì thường là có thông báo của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân của phường thông báo đến các khu phố và các khu phố sẽ thông báo cho các tổ trưởng tổ dân phố thực hiện cái công việc là đi tuyên truyền và vận động bà con nhân dân là treo cờ Tổ quốc để thể hiện cái lòng yêu nước và thể hiện cái tinh thần đoàn kết của bà con nhân dân trong cái sự nghiệp xây dựng đời sống văn hóa xã hội. Những người cựu chiến binh như bác đối với lá cờ nó là rất là cao quý và trân trọng cái lá cờ Tổ quốc của mình. Cái lá cờ nó in sâu trong cái tâm thức của bác. Thí dụ như bây giờ bác có đi ra ngoài mà thấy chào cờ là bác vẫn phải đứng lại đứng nghiêm trang để mà kính cẩn cái lá cờ của Tổ quốc của mình. Hai nữa là đối với những người đồng đội của bác đã hy sinh vì xương máu của Tổ quốc thì bác càng tôn kính lá cờ của mình hơn. Với gia đình bà Nguyễn Thị Hạnh, tổ dân phố 5, khu phố 1, thành phố Vũng Tàu, việc treo cờ trước nhà đã trở nên quen thuộc. Cứ mỗi khi cờ phai màu, gia đình bà thay cờ mới. Vì với bà, lá cờ Tổ quốc phải đỏ tươi, trang trọng. Bởi lẽ đó là sự tôn kính, lòng biết ơn sâu sắc đối với cách mạng, với đất nước, với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho dân tộc. Treo cờ là để mình biết ơn đến Đảng, lãnh đạo, rồi Bác Hồ, Tổ quốc. Có Tổ quốc, có Bác Hồ, có Đảng lãnh đạo thì mới có nhân dân được no ấm như ngày nay. Lá cờ đỏ thắm không chỉ là biểu tượng của lòng yêu nước, niềm tự hào, mà còn thôi thúc mỗi người thêm nỗ lực phấn đấu, góp phần xây dựng đất nước. Ngẩng cao đầu nghe tiếng nhạc quốc ca hào hùng, nhìn lá cờ Tổ quốc đưa lên vị trí cao nhất là niềm hãnh diện đặc biệt của mỗi vận động viên Việt Nam
khi ra đấu trường quốc tế. Niềm vui và tự hào là cảm xúc không của riêng em Tạ Đức Huy, vận động viên đội tuyển judo Bà Rịa Vũng Tàu, khi lần đầu đoạt huy chương vàng bộ môn judo trong kỳ SEA Games 32 được tổ chức tại đất nước Campuchia vào năm 2023. Huy xúc động kể lại: lúc được nghe hai tiếng Việt Nam vinh danh ở thứ hạng cao nhất vang lên, được hát quốc ca dưới lá cờ đỏ sao vàng, với em thật thiêng liêng và hạnh phúc, xen lẫn tự hào. Đó là những kỷ niệm không bao giờ quên. Khi một vận động viên mang theo lá cờ quốc gia của mình, điều đó có nghĩa là họ thể hiện được sự tự hào và tình yêu đối với quê hương. Đó là cách để họ gắn kết với nguồn gốc và văn hóa của mình, và cũng như là thể hiện được sự tôn trọng và lòng kính trọng đối với quốc gia, cũng như lá cờ là một nguồn động lực rất là lớn đối với mỗi vận động viên để họ có thể thi đấu và đạt được thành tích tốt nhất. Tuy em không được sinh ra và lớn lên ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhưng mà nơi đây đã cho em được những người thầy rất là tâm huyết, và nơi đây cũng đã tạo điều kiện tập luyện cho em một cách tốt nhất để em có thể đạt được những thành tích lớn như ngày hôm nay. Và em cũng mong rằng là phong trào thể thao ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ ngày càng một lớn mạnh, cũng như là đạt được nhiều thành tích để cống hiến cho sự nghiệp thể thao nước nhà. Và bản thân em thì cũng không lấy quá trình thành tích này là một điểm đến, và em cũng mong rằng là trong quá trình của một vận động viên, em sẽ mang được thêm nhiều tấm huy chương, cũng như là mang về vinh quang về cho đất nước thêm nữa, để có lá cờ Việt Nam và lá cờ Tổ quốc hay là và quốc ca Việt Nam có thể sẽ vang lên trên đấu trường quốc tế nhiều hơn nữa. Kính thưa quý vị, lá cờ đỏ sao vàng, biểu tượng chung nhất của dân tộc Việt Nam, đã khắc sâu vào tâm khảm của mỗi một người dân Việt Nam và đã được cộng đồng quốc tế công nhận và tôn trọng. Quốc kỳ Việt Nam được tung bay trên khắp các công sở, trường học, các đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài, các cửa khẩu, các buổi meeting, lễ đón tiếp các đoàn khách cấp cao nước ngoài. Quốc kỳ Việt Nam cũng được dương lên cùng với quốc kỳ của những nước trên thế giới khi các đoàn cấp cao của chúng ta đến thăm và làm việc. Cờ đỏ sao vàng Việt Nam cũng được tung bay trên từng nóc nhà mỗi một gia đình Việt Nam vào những ngày lễ hội Tết cổ truyền. Còn với bà con ngư dân, mỗi chuyến ra khơi, lá cờ Tổ quốc cắm trên nóc mỗi con tàu, mỗi chiếc thuyền hết sức có ý nghĩa. Bởi hình ảnh lá cờ Tổ quốc thiêng liêng sẽ góp phần tiếp sức, động viên tinh thần cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển, khai thác thủy hải sản, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Giữa biển khơi mênh mông, lá cờ Tổ quốc đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển. Và nhìn thấy lá cờ, họ như an tâm hơn, vì Tổ quốc luôn ở bên mình. Mỗi lá cờ Tổ quốc hiện diện trên biển là cột mốc sống khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên biển. Động viên ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển cùng các lực lượng khác trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của đất nước. Đặc biệt, còn lan tỏa và nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng quốc tế về sự nghiệp biển đảo chính nghĩa của chúng ta. Lá cờ Tổ quốc này cũng là giúp cho ngư dân được cũng gặp nhiều may mắn trên chuyến biển của mấy chú, là những cái từng chi tiết là như thế nào, là những cái ghe thuyền khác hay là những cái gì đó mà gặp những cái từng chi tiết gì mà không có treo lá cờ lên, mấy chú cũng không dám mà bước tới đến những chiếc ghe thuyền đó. Có cái lá cờ đó mấy chú mới là dám tới, là biết là những chiếc ghe thuyền trong nước đất nước Việt Nam của mình. Mỗi dân tộc, mỗi quốc gia đều có quốc kỳ riêng của mình. Quốc kỳ Việt Nam là lá cờ đỏ sao vàng, là biểu tượng của hồn nước, lòng dân, của tình đoàn kết đời đời bền vững của đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Đây còn là biểu tượng thiêng liêng nhất, thể hiện nhiệt huyết cách mạng, sự hy sinh anh dũng của toàn thể nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến đánh đuổi quân xâm lược, giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Tới đây thì thời lượng chương trình Câu chuyện văn hóa đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.